Bắt đầu nội dung tiếp sức 4 x 100m nữ. Vận động viên Việt Nam đang có phần hơi bị đuối sau hai lượt trao gậy đầu tiên. Rất cố gắng để bắt kịp Thái Lan. Thái Lan đang chạy đi rất nhanh. Và bây giờ sẽ là người cuối cùng. Sẽ rất khó để cạnh tranh với huy chương vàng. Gậy đầu tiên sẽ là một vận động viên của Thái Lan. 44 giây 25.